Chào mừng các con đã đến với tiết học mỹ thuật lớp 2. Chủ đề 3: Gia đình nhỏ. Bài 3: Sinh nhật vui vẻ. Tiết 1 và tiết 2. Để học tốt cho tiết học ngày hôm nay, các con cần chuẩn bị cho cô giáo những đồ dùng sau: giấy A4, bút chì, tẩy và màu vẽ. Qua tiết học, các con cần đạt được mục tiêu của bài học như sau: chỉ ra được sự kết hợp các yếu tố mỹ thuật, nét, hình, màu, không gian để biểu diễn, hoạt động trong tranh. Thực hiện được bài vẽ diễn tả buổi sinh nhật vui vẻ. Bước đầu phân tích được sự hài hòa, nhịp điệu của nét, hình, màu trong tranh. Nêu được cảm nhận về sự đầm ấm, vui vẻ của buổi sinh nhật trong bức tranh. Bây giờ, chúng mình cùng nhau vào hoạt động 1. Hoạt động 1 khám phá và chúng mình cùng tìm hiểu về các hoạt động trong buổi sinh nhật các con nhé. Cô mời các con quan sát một số bức ảnh sau và cho cô giáo biết. Còn hãy nêu các hoạt động diễn ra trong buổi sinh nhật. Không khí của buổi sinh nhật diễn ra như thế nào? Chúng mình hãy quan sát tranh, suy nghĩ và trả lời cho cô giáo trong vòng 2 phút nhé. Chúng mình cùng nhau ấn nút tạm dừng nào. Các con thân mến, qua quan sát chúng ta thấy trong buổi sinh nhật diễn ra rất nhiều các hoạt động vui vẻ như văn nghệ, chúc mừng, tặng hoa, tặng quà, liên hoan. Không khí của buổi sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. Vừa rồi, chúng mình vừa được tìm hiểu không khí sinh nhật thông qua các hình ảnh thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Vậy, không khí sinh nhật thông qua các tác phẩm mỹ thuật thì sao? Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp các con nhé. Cô giáo xin mời các con quan sát sản phẩm sau. Chúng mình hãy quan sát và trả lời cho cô giáo 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: nội dung của bức tranh. Câu hỏi thứ hai: con hãy nêu hình ảnh chính, hình ảnh phụ của bức tranh. Câu hỏi cuối cùng: màu sắc, không khí của bức tranh như thế nào? Chúng mình hãy nhấn nút tạm dừng trong vòng 2 phút và suy nghĩ cho cô giáo nhé. Các con ạ, qua quan sát chúng ta thấy bức tranh hiện lên trước mắt là một buổi biểu tiệc sinh nhật thật vui vẻ, ấm cúng. Mọi người trong gia đình ngồi trò chuyện, quây quần bên nhau. Ngay ở chính giữa của bức tranh, các hình ảnh xung quanh như bình hoa, các món quà sinh nhật và không gian xung quanh tạo cho bố cục bức tranh thêm chặt chẽ. Màu sắc rực rỡ, phối hợp đẹp mắt tạo nên không khí vui vẻ không kém phần long trọng trong buổi tiệc sinh nhật. Như vậy, qua hoạt động thứ nhất, các con đã được tìm hiểu về các hoạt động trong buổi sinh nhật qua hình ảnh và tranh vẽ. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể tạo được một bức tranh về buổi sinh nhật mà chúng mình yêu thích nhất? Chúng ta sẽ cùng nhau vào hoạt động thứ hai: kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau tham khảo cách vẽ tranh với chiếc bánh sinh nhật. Cô mời các con quan sát. Để tạo một bức tranh với những chiếc bánh sinh nhật, chúng ta thực hiện theo 3 bước. Bước 1: vẽ hình chiếc bánh sinh nhật. Bước 2: vẽ hình ảnh người và đồ vật xung quanh. Bước 3: vẽ màu. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau quan sát lại một lần nữa và nêu các bức vẽ tranh với chiếc bánh sinh nhật. Ở hoạt động này, chúng ta cần ghi nhớ cho cô giáo cách phối hợp hình, màu để vẽ nhân vật và đồ vật trong tranh có thể diễn tả được hoạt động và tình cảm của con người. Như vậy, qua hoạt động thứ hai, chúng ta đã biết cách vẽ tranh với chiếc bánh sinh nhật, và để các con làm bài được tốt, cô mời các con tham khảo một số bức vẽ sau. Để các con không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng vào hoạt động thứ ba, luyện tập sáng tạo. Con hãy vẽ một bức tranh sinh nhật vui vẻ theo ý thích, vẽ trên giấy A4. Sau khi chúng ta đã vẽ xong rồi, thì chúng ta sẽ trưng bày sản phẩm và chia sẻ cho cô giáo bằng cách các con nêu cảm nhận của em về bức tranh của mình. Hình ảnh, màu sắc tạo nên nhịp điệu trong bức tranh. Không khí của buổi sinh nhật được thể hiện trong bức tranh như thế nào? Chúng mình sẽ dựa vào hai nội dung câu hỏi để chia sẻ về sản phẩm của mình cho cô giáo được biết nhé. Các con sẽ chuẩn bị cho cô giáo với chủ đề tiếp theo. Các bạn xem trước chủ đề khu rừng nhiệt đới, bài rừng cây rậm rạp, và chuẩn bị đồ dùng học tập trước khi chúng ta vào học, đó là giấy A4, giấy màu, kéo cho tiết học tiếp theo các con nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào các con và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.